tôn sư hoàng đạo, giàu mà không kiêu ngạo. Người xưa cầu học, coi việc tôn sư trọng đạo ở vị trí hàng đầu, muốn tu tâm, trước hết phải ý nghĩ phải chân thành, một ngày làm thầy cả đời là cha. Tử cống tuy không phải là học trò yêu thích nhất của khổng tử, nhưng trong các ghi chép thì ông lại là học trò được khổng tử kính trọng nhất. Tử cống họ đoan mộc, khoảng 520 trước công nguyên đến 456 trước công nguyên, là người nước vệ vào cuối thời xuân thu. Tử cống ít hơn khổng tử 31 tuổi, Tử Cống 17 tuổi bái khổng tử làm thầy, 20 tuổi kế thừa cơ nghiệp của gia đình, giữ chức thừa tướng nước lỗ và nước vệ. Ông là người có tài hùng biện, tài năng hơn người, làm việc thông đạt, từng được khổng tử gọi là hổ liễn chi khí, tài năng lớn. Chiếc bình quý phái dùng để đựng lúa thử lúa tắc trong các buổi hiến tế cổ xưa được gọi là hồ và thời nhà hạ và liễn vào thời nhà ân. Hồ liễn chi khí là ẩn dụ cho những người đặc biệt tài năng và có thể đảm nhận những trọng trách lớn. 1. Tôn sư trọng đạo, Khổng Tử từ bỏ chức vụ chính thức của mình và rời lỗ khoảng sau 50 tuổi. Ông đi chu du nhiều nước, bao gồm vệ Trần, Tống, Tào, Trịnh, Thái, Sở và các nước khác. Chuyến đi này kéo dài 14 năm, chủ yếu là để truyền bá tư tưởng nho gia của ông. Ai đã cấp tiền cho khổng tử đi chu du khắp nơi và giảng dạy? Đó là tử cống. Tư Mã Thiên viết trong sử ký rằng khổng tử có hơn 70 đệ tử, tử cống là người giàu nhất. Tài trợ của tử cống là một loại tài trợ thuần túy, không giống như xã hội hiện đại thương mại hóa giáo dục và nói về lợi tức đầu tư hoặc đơn giản là sử dụng hiệu ứng của người nổi tiếng để quảng bá mạnh mẽ thương hiệu của mình hoặc thậm chí tiến hành phát hình trực tiếp để quảng bá sản phẩm tử cống đã không làm điều này ông chỉ dốc sức thực hiện đạo thầy trò không quan tâm đến tiền bạc để truyền bá đại đạo tử cống vốn thông minh ngay cả khổng tử cũng có lúc nói rằng tử cống nhanh trí hơn mình trong giang hồ có truyền thuyết rằng tử cống hiền năng hơn khổng tử có lần tề cảnh công hỏi tử cống khổng tử có những hiền năng gì tử cống đáp khổng tử là một vị thánh nhân không chỉ là một người hiền năng tề cảnh công hỏi thánh nhân ở chỗ nào tử cống đáp thần không biết tề cảnh công ngạc nhiên không ngờ tử cống lại lớn tiếng nói cả đời tứ tức tử cống gánh trời không biết trời cao đi trên đất cả đời không biết đất dày việc tứ thờ trọng ni thì cũng giống như khi khát nước cầm cái bình cái thìa ra sông biển để uống khi đã uống no thì rời đi và tự biết sông và biển sâu bao nhiêu tề cảnh công nghe được lời này trong lòng vô cùng cảm động tử cống so sánh thánh đức của khổng tử với trời đất sông biển trong khi bản thân tử cống bụng đầy kinh luân thì cũng chỉ là giọt nước trong sông biển mà thôi tư mã thúc tôn vũ thúc của nước lỗ đã nói với các quan đại thần trong triều đình rằng học vấn của tử cống uyên bác hơn khổng tử tư mã tử phục cảnh bá đi ngang qua đã nói với tử cống điều này tử cống nói tường nhà ta chỉ cao ngang vai từ ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy bên trong bức tường tường nhà tôn sư của ta cao mấy trượng người không tìm được cửa thì không thấy được sự uy nghi đường hoàng của tông miếu bên trong vũ thúc nói lời này là đã nói rõ đạo lý này vì vậy người hậu thế thường dùng tứ tường cập khiên tường nhà tử cống cao đến vai như một cách diễn đạt khiêm tốn đồng thời cũng dùng vạn nhận cung tường tường cung điện cao vạn trượng để miêu tả kiến thức sâu sắc của khổng tử sau này thúc tôn vũ thúc lại nói hạ thấp khổng tử Tử Cống nói rất nghiêm túc rằng, đừng làm điều này, Trọng Ni là người mà người ta không thể nói xấu ông được. Sự hiền năng của người khác giống như những ngọn núi có thể vượt qua, nhưng Trọng Ni giống như ánh sáng mặt trời và mặt trăng, làm sao có thể vượt qua được. Nếu có người muốn tách mình ra khỏi mặt trời mặt trăng, thì đối với bản thân mặt trời mặt trăng nào có tác hại gì? Đó chính là không biết tự lượng sức mình. Khi khổng tử qua đời, tất cả các đệ tử khác đều để tang khổng tử trong ba năm, ngoại trừ tử cống để tang sáu năm, vào thời Xuân Thu, thời gian để tang tiêu chuẩn là 3 năm, và tử cống sẽ không thể để tang gấp đôi trừ khi ông kính trọng và tưởng nhớ thầy mình đến cảnh giới thanh tịnh nhất. 2. Kinh doanh có đạo. Xã hội Trung Quốc cổ đại trọng đức khinh lợi, quân tử hiểu rõ đạo nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ lợi ích. Vì vậy, Khổng Tử rất ít khi nói đến lợi, nhưng trong môn đồ của Khổng môn lại xuất hiện tử cống tổ tiên của nho thương. Vậy tử cống đã trở thành một trong số ít doanh nhân giàu có thời Xuân Thu như thế nào? mối liên hệ giữa sự tích lũy của cải của ông và tư tưởng nho gia là gì tử cống là đệ tử đắc ý của khổng tử từng làm ăn buôn bán với nước tảo và nước lỗ trở nên giàu có là người giàu nhất trong số các đệ tử của khổng tử người đời sau nhắc đến đoan mộc di phong đề cập đến văn hóa kinh doanh thành tín do tử cống để lại tư mã thiên đã ghi lại công việc làm ăn của tử cống trong sử ký hóa thực liệt truyện lịch sử ghi chép lại rằng tử cống từng dẫn đầu một đội hàng trăm cỗ xe chất đầy vàng bạc châu báu đến gặp các vị vua của các nước. Đi đến đâu đều nhận được lễ đón tiếp như với nguyên thủ quốc gia, khí phách phi thường. Từ đó có thể thấy, có lẽ không quá lời khi miêu tả sự giàu có của tử cống giàu sánh với quốc gia. Theo ghi chép lịch sử, một trong những bí quyết thành công trong kinh doanh của tử cống là người bỏ ta lấy, người lấy ta bỏ. Thần tài phạm lãi, 536 trước công nguyên, 448 trước công nguyên, cũng cho rằng nên mua tàu khi hạn hán nghiêm trọng và nên mua xe khi lũ lụt theo sử ký ghi chép tử cống kiếm tiền giữa nước tàu và nước lỗ kinh doanh trong khi đi lại giữa các quốc gia làm việc không mệt mỏi đi lại giữa các quốc gia khác nhau để thực hiện các hoạt động thương mại ông lấy thành tín làm gốc và mạnh mẽ thực hiện nguyên tắc lời nói phải giữ chữ tín làm việc phải có kết quả phong cách này đã giúp ông có được danh tiếng tốt trong kinh doanh nhờ đó công việc kinh doanh của ông ngày càng phát triển lớn mạnh dưới ngòi bút của Tư Mã Thiên, trong số các nho thương cổ đại, Phạm Lãi đứng đầu, và Tử Cống chỉ xếp sau Phạm Lãi. Nam Lỗ Ai Công thứ 11, nước ngô muốn đem quân tấn công nước tề. Tử Cống cho rằng nước ngô nhất định sẽ thu bông lụa từ khắp nơi trên đất nước để chuẩn bị cho quân đội chống rét. Như thế nước ngô sẽ thiếu lụa và bông. Nếu tích chữ tơ lụa và bán cho người dân nước ngô, chắc chắn sẽ có được giá hời. Vì vậy, ông đã sắp xếp nhiều người đi nhiều nơi để mua tơ lụa, sau đó dùng xe chuyển nhanh tới nước ngô. Đúng lúc người dân nước ngô mặc quần áo mỏng manh, chịu lạnh, nên tơ lụa của tử cống đem đến liền bán hết ngay. Ba, Giàu mà không kiêu. Người ta hễ có tiền thì sẽ như thế nào? Có đủ thứ. Họ có xe bề mở kép, xe hơi sang trọng, ăn chơi trác táng, có nhiều vợ, thê thiếp, tự cho mình là thượng đẳng hơn người khác, rồi dựa vào quyền lực để đạt được tiếng nói chính trị. Vào thời Tây Tấn, có một đại phú hộ tên là Thạch Sùng, có vô số nô bộc và rất ngông cuồng, ông ta xây nhà vệ sinh trong nhà nguy nga như cung điện. Rồi qua đời bi thảm ở tuổi 52, làm liên lụy đến gia đình, toàn bộ 15 thành viên trong gia đình ông ta đã bị giết. Đây là kết quả của việc giàu có nhưng bất nhân. Về phần tử cống, ông luôn ghi nhớ lời dạy của Khổng Tử, rèn luyện tính tự giác với những mỹ đức truyền thống là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, kiềm chế bản thân và đề cao người khác, xây dựng những giá trị đạo đức nội tại là nhân, lễ, nghĩa. Khi kinh doanh chỉ nói chuyện kinh doanh, khi làm chính trị chỉ nói chuyện chính trị. Ông dùng tư tưởng nho ra để phát triển kinh doanh, trung thành thủ tín, dùng nghĩa kiếm lợi, mưu lợi có chừng mực và không bao giờ gian lận. Sau khi trở nên giàu có, ông không vì giàu có mà bất nhân, ông dùng của cải để giúp đời, thường phân phát của cải của gia đình và cứu trợ những người gặp khó khăn. Trong lã thị Xuân Thu có câu chuyện về tử cống chuộc người rằng, lúc bấy giờ, nước lỗ có luật quy định, nếu người nước lỗ ở nước ngoài làm nô bộc thì người có tiền bỏ tiền để chuộc lại và sau đó tiền chuộc có thể được bồi thường từ kho bạc quốc gia. Tử Cống từng bỏ tiền ra để chuộc lại một người nước lỗ bị làm nô bộc ở nước ngoài, vì việc làm của ông là việc đạo nghĩa nên ông từ chối sự bồi thường của quốc gia. Tất nhiên, tính cách như vậy không phải bẩm sinh mà được rèn luyện thông qua quá trình tự tu dưỡng cá nhân. Theo ghi chép, một ngày nọ, Tử Cống cưỡi một con ngựa cao to, mặc quần áo sang trọng đi đến ở lối vào một con hẻm thì bị tắc nguyên nhân là vì lối vào con hẻm quá nhỏ còn xe ngựa của tử cống quá lớn vào thời điểm quan trọng này tử cống ngước mắt lên và nhìn thấy người bạn học cũ nguyên hiến nguyên hiến mặc quần áo rách dưới chống nạn đi lại khó khăn tử cống nhìn thấy bất giác bật cười đã lâu không gặp bạn học cũ sao lại khốn cùng như vậy nguyên hiến vẻ mặt nghiêm túc trả lời tôi nghe nói không có tiền thì chỉ là trong túi lép kẹp nhưng theo đuổi đại đạo mà không thành thì mới thật sự là khốn cùng hiện tại tôi chỉ là nghèo một chút sao có thể nói là khốn cùng tử cống nghe vậy lập tức xấu hổ toát mồ hôi thời xuân thu người ta coi việc theo đuổi đại đạo giữa trời và đất là chủ đề chính của cuộc sống từ thứ dân đến sĩ đại phu đều coi việc nghiên cứu tận cùng đạo lý giữa trời đất là mục đích cuối cùng của sinh mệnh ai mà nói đến đạo thì sẽ được người khác tôn trọng ai đi chệch khỏi đạo là đi chệch khỏi con đường đúng đắn nhân sinh giá trị phổ quát này đã chăm sóc cho dân tộc trung hoa suốt hai nghìn năm qua hai cuộc trò chuyện giữa khổng tử và tử cống khiến tử cống chợt bừng tỉnh ngộ. Khổng tử từng đưa tử cống đi đến một ngôi đền tổ tiên của nước lỗ để lễ bái. Khổng tử bảo tử cống đổ nước vào một chiếc bình gọi là hiệu chi, còn gọi là khi khí, là một thiết bị dạng gầu tát nước do nước lỗ cổ xưa phát minh ra để tưới tiêu. Khi đẩy nước, nó sẽ lật úp, khiến nước tự đổ ra một bên. Tương truyền, tề hoàn công luôn đặt khi khí ở bên phải ghế để tự dân bảo mình. Tử cống lấy nước đổ vào, bình hơi nghiêng khi rỗng và sẽ đứng thẳng sau khi đổ một lượng nước nhất định. Không tử bảo tử cống tiếp tục đổ nước vào. Khi nước đầy, hiệu chi đột nhiên đổ úp xuống. Tử cống cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi không tử nguyên nhân là gì. Không tử nói một cách thâm trầm sâu xa rằng, vạn sự vạn vật trong thiên hạ, cực thịnh thì ắt sẽ suy, thái cực ắt bí đến. Giống như mặt trời sau khi lên đỉnh thì sẽ tiến về hoàng hôn, sau khi trăng tròn thì sẽ khuyết cho nên người thông minh và khôn ngoan nên học cách ngu ngốc một chút người hùng tài đại lược càng phải học vụng về hơn người cương nghị dũng mãnh cần biết kính úy một chút người giàu có tôn quý cần hiểu rõ đạo lý đơn giản chất phác bình hòa thanh đạm sau khi nghe những lời của khổng tử tử cống đã ngộ ra và hiểu được dụng tâm của người thầy đáng kính của mình khổng tử cũng kể với tử cống rằng khi còn trẻ ông đã thỉnh giáo lão tử về lễ lão tử lúc đó đã trả lời rằng chỉ khi con người biết kiềm chế bản thân trong lúc thuận lợi thì mới tồn tại được lâu dài nhất. Đây là một câu nói đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, nghèo hèn cũng không thể thay đổi đạo đức, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng gian khổ. Như câu nói, phú quý không làm cho mê hoặc được. Giàu mà nhân đức, giàu mà không xa hoa, thì cần phải coi nhẹ cám dỗ của dục vọng và quyền lực thì mới giữ được tâm bình thường, khiêm tốn và tự ước thúc mình. Tử Cống là một người cực kỳ thông minh và hiếu học sau khi nghe khổng tử nói, khi trở về nhà ông bắt đầu ngộ đạo một thời gian sau ông đem những điều tâm đắc của mình chạy đến gặp sư phụ và hỏi nếu làm được bần nhi vô xiềm nghèo mà không xiềm nịnh phú nhi vô kiêu giàu mà không kiêu ngạo thầy thấy thế nào khổng tử nói điều đó tốt nhưng nếu làm được an bần nhạc đạo an tâm với cái nghèo mà vui với đạo phú nhi hiếu lễ giàu mà thích học lễ thì đó là lên cao hơn một tầng khi tử cống nghe thấy điều này ông rất vui mừng và ông đã tiến gần hơn một bước đến chân lý đại đạo Ông nhanh chóng nói, đây không phải là đúng như lời trong kinh thi đã nói, như thiết như tha, như chắc như mà, như cắt như đánh bóng, như rũa như mải, đó sao? Thể ngộ nhân sinh và thể ngộ tu đạo của chúng ta chính là phải liên tục được trao chuốt và rèn rũa theo cách này. 4. Ca ngợi cái cái đẹp, không che giấu cái xấu. Điều mà khổng tử suốt đời theo đuổi là khắc chế bản thân, khôi phục lễ nghĩa thì thiên hạ sẽ quy theo nhân đức. Không biết lễ nghĩa thì không thể đứng vững được, không học lễ thì không thể đứng vững được sự tôn trọng đạo đức nho giáo và theo đuổi nhân cách hoàn hảo của tử cống đã tạo nên phẩm chất tinh thần cao quý của ông ông giỏi ca ngợi cái đẹp của con người và không che giấu cái xấu của họ tử cống đưa ra nhiều luận điểm xung quanh chủ trương chính trị về lễ nhiều luận điểm trong số đó đã trở thành tiêu chuẩn giá trị cho sự giao tiếp giữa con người với nhau và thậm chí giữa các quốc gia qua các thời đại ví dụ người trí tuệ thì hiểu biết người khác người nhân đức thì thương yêu người khác điều mình không muốn thì chớ làm cho người năm, năm. Tử cống còn nói, lễ là cái gốc của sinh tử tồn vong. Ông liên hệ chặt chẽ lễ với sự hỗn loạn hay quản trị tốt, sự thịnh trị hay suy bại, và sinh tử tồn vong. Sau khi khổng tử qua đời, lỗ ai công đến viếng, nhưng tử cống đã từ chối. Khi thầy tôi còn sống, ngài đã không trọng dụng. Bây giờ thầy tôi đã mất rồi, ngài còn ở đây làm gì? Chẳng phải ngài giả tình giả ý đó sao? Điều này cho thấy tử cống là một vị gián quan chỉ tôn trọng tuân theo lễ nghĩa, chứ không phải tuân theo quân vương. Tử Cống cũng phản đối cách đối xử hà khắc với dân chúng của những kẻ cầm quyền. Tử Cống đánh giá cao chính sách nhân đức của tử sản ở nước trịnh. Nền chính trị tốt đẹp của tử sản ở nước trịnh rất được lòng người dân. Khi tử sản chết vì bệnh tật, sĩ đại phu khóc trong triều đình, thương nhân khóc ở chợ và nông dân khóc trên cánh đồng. Ông cho rằng, nếu những người cầm quyền không giáo dục lễ nghĩa cho người dân, mà chỉ biết trừng phạt họ bằng luật hình sự, thì đó sẽ là một hành động tàn ác, đó chính là những tên trộm cướp, đó chính là cái gọi là người không giáo dục mà chỉ biết giết chóc thì đó chính là phường trộm cướp khổng tử nói người cai trị giỏi phải có đủ lương thực đủ sức mạnh quân đội và được người dân tin tử cống hỏi nếu phải loại bỏ một cái thì trong ba điều đó thì cái nào nên bỏ trước khổng tử nói bỏ đi quân đội trước tử cống lại hỏi nếu phải bỏ một thứ trong hai cái còn lại thì cái nào nên bỏ trước khổng tử nói bỏ đi dự trữ lương thực từ xưa đến nay con người không thể nào tránh khỏi cái chết nhưng nếu không có lòng tin của người dân thì chính quyền không thể đứng vững được người ta nói rằng tử cống ghép ba loại người thứ nhất là kẻ đạo văn người khác nhưng cho rằng mình thông minh thứ hai là kẻ không khiêm tốn nhưng lại cho rằng mình dũng cảm thứ ba là kẻ công kích người khác nhưng lại cho rằng mình chính trực khuyết điểm có thể có của tử cống là thiếu sự đồng cảm nên trong luận ngữ khổng tử đã ba lần nhắc nhở ông phải khoan thứ lời kết giàu mà yêu thích nhân đức giàu mà yêu thích lễ nghĩa giàu mà yêu thích đức hạnh giàu mà hiếu học. Tử cống thực hiện lòng nhân từ của nho gia, không những tốt cho mình mà còn giúp ích cho thiên hạ. Ông thông thạo chính trị và kinh doanh, dung hợp lòng nhân nghĩa với trí tuệ đức hạnh, việc làm có công và giúp ích cho đời. Ông kinh doanh giữa đất tàu và lỗ, qua lại giữa các nước, làm lợi cho thiên hạ, đã thành tựu nho thương Trung Hoa có đủ lòng nhân ái, thành tín và mưu kế tốt lành. Năm khai nguyên thứ 27 đời đường, năm 739, tử cống được truy phong là Lê Hầu năm Đại Trung Phủ thứ hai đời Tống, năm 1009. Tử cống được gia phong là Lê Công, năm gia tính thứ 9 nhà Minh, ông được đổi danh hiệu thành tiên hiền đoan mộc tứ. Khổng tử nói, học rộng và giữ vững trí hướng, khẩn thiết học hỏi và suy nghĩ những chuyện trước mắt thì nhân đức ở trong đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ kênh Thăng Hoa trong tâm hồn. Sự quan tâm và tình yêu mà quý vị dành cho chúng tôi qua từng video là nguồn động viên lớn lao giúp chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung ý nghĩa và sâu sắc. Mỗi bình luận, like và share từ quý vị không chỉ là sự khích lệ mà còn là nguồn cảm hứng để chúng tôi phấn đấu mỗi ngày. Xin cảm ơn từ tận sâu trong lòng và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.